Rồi chào các bạn, đây là phía dưới đường hoa nè các bạn. Mình đang đứng ở phía cuối đường hoa các bạn. Thì con đường này là con đường Tôn Đức Thắng các bạn. Con đường Tôn Đức Thắng cũng đã sửa lại rồi đó các bạn. Thì ở bên kia, xa xa đằng kia là bến Bạch Đằng đó các bạn. Xa đằng kia là bến Bạch Đằng. Có những chiếc cầu xe buýt chạy trên sông các bạn, gọi là chiếc buýt sông các bạn, thì cũng mở cách đây 1-2 năm thôi các bạn ơi, vì lý do kỹ thuật họ không có chạy những cái chuyến xa nữa, và họ đang thử nghiệm những cái chuyến buýt sông gần đó các bạn. Thì đây là cuối đường hoa các bạn, để mình đi một vòng ngược lại ha. Và lên trên cho các bạn theo dõi nha. Rồi, họ mở rem hết rồi, họ đâu cho đi đâu. Rồi xong. Rồi thôi, mình kết thúc clip ở đây nha các bạn. Tại vì họ ba rem hết rồi, họ không cho đi. Mình tưởng họ cho đi thì tốt. Rồi chào các bạn nha.